Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền đã đến thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo nhân viên báo Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện và Ban tuyên giáo huyện ủy Long Điền. Đánh giá cao các cơ quan báo chí, đơn vị đã đồng hành cùng sự phát triển của địa phương trong thời gian qua. Lãnh đạo huyện Long Điền mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp nhiều hơn nữa, phản ánh sinh động đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo phục vụ cho sự phát triển của huyện. Đến thăm Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của tập thể đơn vị trong việc tuyên truyền những chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của huyện tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn mới, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc yêu cầu trung tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng thêm các chuyên trang chuyên mục, không ngừng bám sát địa bàn, hướng về cơ sở để có những thông tin phản ánh kịp thời các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đến thăm chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa, lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời gian tới, tập thể các bộ viên chức đơn vị tiếp tục đoàn kết, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.